Có bảo hiểm hết tốn tiền. Dạ. À, tiền thuốc đi cô sao cô? Còn giờ người ta kêu mua thuốc mua nửa tháng 500 ngàn, không có tiền mua. Mỗi tháng là phải chi 500 ngàn dạ. tiền thuốc cho một tháng. Dạ. À, hiện tại thì cô tôi không có tiền mua thuốc rồi cô chị đâu nổi. Đâu có uống thuốc đâu. Nhân nào đi chạy hả? Không có mua thuốc uống. Thì đi chạy thôi chứ không dạ. có tiền mua thuốc uống hả? Dạ. Rồi không có thuốc nó có giật cô không? Không, mệt thì mình cứ đi tại tới ngày mình đi mình không có ăn. Không dám ăn. Không dám ăn, không dám ăn uống hả? Dạ. À. Chào cô chú chị và các mạnh thường quân. À, hiện tại mình tôi đang ở khu vực phường chính của thành phố Trà Vinh. À, hôm nay mình tôi qua đây để quay để thăm và tìm hiểu một chứng bệnh thì cô là Thạch Thị Sĩ, sinh năm 1957, đang mang một chứng bệnh đó là chạy thận. Trung bình một tuần phải chạy qua bệnh viện chạy thận có 3 lần. Thì hoàn cảnh đang gặp khó khăn. À, nhờ kênh mình tấp nhờ kênh YouTube của mình ta TV kêu gọi có cô chú mạnh thường quân nào có trợ duyên xin liên hệ với kênh để giúp cho gia đình thì gia đình đang gặp khó khăn thì mời cô chú chị bước vào trong tìm hiểu sự tình bệnh của chị như thế nào. Rồi mình tơ mến chào cô chú anh chị và các mạnh thường quân. Rồi con chào cô sĩ ạ. Dạ. Hiện tại con thì cũng nghe cô đang mang cho người có chứng bệnh đó. Con người hiện tại có bệnh gì con? Dạ, bệnh thận tim. Bệnh thận tim, tim hả? Ba lá. Thận tim hảo quanh ba lá luôn. Dạ. Hiện tại có bệnh lâu chưa? 2 năm mà. Bệnh 2 năm hả? Dạ. À, hiện tại cô có bảo hiểm không? Dạ có, mới có bảo hiểm mà. Mới có bảo hiểm mà. Dạ. À. Rồi cô đi điều trị ở đâu vậy? Bệnh viện. Bệnh viện Trà Vinh mình dạ, hả? Bệnh viện Trà Vinh á. À, trung bình cô một tuần cô chạy thận mấy lần? Dạ 3 lần, 2 tới 6. 2 tới 6 hả? Dạ. Chi phí một lần chạy bao nhiêu tiền cô? Lúc trước một tháng tới 20 triệu lần. Dạ có bảo hiểm rồi không biết nhiều. Ở đó một tháng chạy 20 dạ. triệu hả? Dạ. Là chia một tuần 3 tiền ngày hả? Tiền thuốc luôn á, dạ tiền thuốc tiền luôn á. À, bây giờ cô có bảo hiểm là không có tốn tiền dạ. đúng không? Dạ. À. Bảo hiểm hết tốn tiền rồi. Có bảo hiểm hết tốn tiền. Dạ. À, tiền thuốc đi cô sao cô? Còn giờ người ta kêu mua thuốc mua nửa tháng 500 ngàn, không có tiền mua. Mỗi tháng là phải chi 500 ngàn dạ. tiền thuốc cho một dạ. tháng. Dạ. À, hiện tại thì cô tôi không có tiền mua thuốc rồi cô chị đâu nổi. Đâu có uống thuốc đâu. Nhân nào đi chạy hả? Không có mua thuốc uống. Thì đi chạy thôi chứ không dạ. có tiền mua thuốc uống hả? Dạ. Rồi không có thuốc nó có giật cô không? Mệt thì mình cứ đi tại tới ngày mình đi mình không có ăn, không dám ăn. Không dám ăn, không dám ăn uống hả? Dạ. À, vậy là cô chung là chạy thận thôi là không có tiền để mua dạ. thuốc uống. Dạ. Thì cô đang kẹt, không có tiền mặt để uống thuốc phải không? Dạ. À, hiện tại cô được mấy đứa con lận? Dạ 2. 2 hả? Dạ. Ông xã còn không? Dạ ông xã mất rồi. À, cụ sắc bên này là sao? Bằng ngoại. Bằng ngoại. Mẹ. Dạ, bà ngoại thì nay nhiêu tuổi bà ngoại? Bà ngoại bệnh thận, á bệnh tiểu đường. Bà ngoại bệnh tiểu đường luôn. Dạ. Hai mẹ con bệnh hết luôn. À. Này chồng nó cũng bệnh thận mà dám sao giờ gần được 3 năm mới chết. Dạ. Chồng cũng chạy thận luôn đó. À. Ông xã của bà ngoại hả? Dạ bà ngoại. À, cũng bị bệnh thận luôn rồi mất rồi hả? Mất rồi, chồng nó mất rồi. Vậy là hai ông bà bị bệnh hết luôn. Dạ, hai ông bà bệnh thận hết luôn á. Dạ. Ông ngoại bệnh gì? Hiện tại bà ngoại nè. Thì bà ngoại là bệnh tiểu đường. Bệnh tiểu đường phải không? Dạ. À, bà đường uống thuốc mỗi ngày không ngoại? Dạ. Uống thuốc mỗi ngày không? Uống mỗi ngày. Mà mua thuốc ngoài không uống thuốc. Không à? À, một ngày bao nhiêu tiền ngoại? Ngày uống cái 2 lần. Dạ. Bao nhiêu tiền á? 15 ngàn á. Một ngày 15 ngàn hả? Dạ, 15 ngàn. Ở nhà mình có ruộng gãy này kia không? Dạ không. À, thì đất này đất nhà luôn hả bà? Có nhà. Đất này đất nhà con cháu không hả? Dạ, nhà con cháu không hả? Dạ. Rồi cô là thứ mấy chạy thận thứ mấy? 2 tới 6. 2 tới 6 hả? Dạ. Thứ 2, thứ 4, thứ 6 là 3 ngày á. Một lần chạy khoảng bao nhiêu tiếng?
3 tiếng rưỡi. Dạ, 3 tiếng rưỡi hiện dạ. Tại là cô phải phải chạy mỗi tuần luôn hả? Dạ. À, cô dịch cái tay cô chạy chỗ nào con? Này, đây, khi hạt đây. À, nó nổi cồn lên luôn á. Máy nè. Máy ở đây. Ta chạy máy. Máy cái này. Ờ, chạy máy nó phù lên luôn không? Dạ. Ờ, tay chân cô bị phù luôn là cô chứng gì? Cái công việc hàng ngày của cô là gì cô? Dạ. Hiện tại công việc của cô hàng ngày là làm bên gì? Bán vé số ở chợ, bán... trong bệnh viện á. Bán vé số hả? Dạ. Lúc này dịch không có bán. À, dịch này không có bán không? Dạ, chừng nào đi chạy thận rồi đi bán luôn. À, bán trong bệnh viện luôn? Dạ. Hàng ngày cô bán được khoảng bao nhiêu tấm? 50 hả? 50 tấm à, 50 tấm là lời được 50 ngàn. Dạ. Thì cô được mấy đứa con lận? Dạ, hai. Hai đứa 50 ngàn, gia đình sao đủ sống? Dạ. Coi. Xài ít cho nó ăn cơm không gì cho tiền á hồi lúc nó đi học. Bán số ngàn 50 ngàn mà nó gia đình tại đi đi chạy thận là mới lấy bán luôn, không dám lấy nhiều. Bán trong bệnh viện luôn đúng không? Dạ. Rồi hàng ngày cô đi bán hay không? Không, nghỉ dịch là nghỉ luôn phải không? Dạ. Rồi sau này chừng nào hết dịch cô bán lại hả? Dạ. Trung bình ví dụ mà hết dịch cô bán một ngày khoảng bao nhiêu tấm? Chắc lúc này lấy 100 ạ. 100 bán vòng ngoài địa phương đúng không? Dạ. Hoàn cảnh cũng rất là khó khăn của chú anh chị ơi. Rồi cô hiện tại ở đây có ai hỗ trợ cho cô không? Có ở phường. Phường hỗ trợ hả? Dạ. Phường ta hỗ trợ cho gạo cho gì ăn. À, cho gạo phải không? Dạ. Trường dạ. Có anh ta chỗ nào cho làm ta cho giấy đi lấy. Nói chung là mình cũng có hoàn cảnh khó khăn là mỗi lần là được Mạnh Thường Quân cho là phường gửi cho mình một vé phải không? Dạ. Dạ. À. Lúc này bệnh ta cho hoài à, thường. À. Hiện tại khu vực này bao nhiêu hộ dân con? Trong vòng này được bao nhiêu hộ? Con thấy nhiều hộ nữa. Nhiều hộ. Con thấy cũng nhiều á. Người dân tộc rất là nhiều phải không con? Dạ dạ. Đa số là người Khmer nhiều của chú chị khu vực này. Dạ. Nếu có cô chú chị nếu mà xem được video á có cho gạo cho gì á. Dạ. Xin liên hệ kênh để giúp cho khu vực này. Tôi thấy rất là nhiều hoàn cảnh rất là khổ luôn, ngôi nhà còn sụp sệ rất là nhiều. Cô chú. Ở nhà em tôi bên đây liệt 2 người. Bị liệt hả cô? Dạ, liệt 2 người, nằm 2 người luôn đó. Là làm sao ấy cô? Là em. Em của cô hả? Nhà em. Em chồng. Em chồng. Bệnh liệt cô. Dạ, liệt cô. Liệt 4-5 năm rồi á. Ở bệnh luôn một lần 2 người, dạ. Liệt 2 người luôn. Dạ. Khổ vậy. Người cô á. Người em dâu nó cũng liệt rồi, nó cũng liệt luôn. Ở chỗ luôn không? Dạ, ở chỗ đâu có đi đâu được. Rồi có ai giúp đỡ cho không con? Nhờ nhà nước người ta cho gạo. Cô bỏ phường vậy? Phường người ta cho gạo. Rồi cho gạo thì nó cho là bao nhiêu ký đâu ăn thôi đủ? 10 ký rồi. 10 ký ăn được mỗi ngày từng ngày. Ngày ta cho 10 ký, ngày ta cho 10 ký. Cho thường vậy đó hả? Dạ. Trời ơi. Nghèo còn bệnh nó khổ quá cô chú anh chị ơi, nó cô chú anh chị. Xem video có lòng hảo tâm rồi xin liên hệ với kênh gấp để giúp đỡ khu vực bà con khu vực này. Tội nghiệp mấy người nuôi gà không được đi đâu hết trơn. Dạ. Sang sóc. Rồi còn đi làm cho anh ta nữa. Không đi làm có gì ăn. Dạ. Rồi dịch này có ở nhà không, không đi đâu hết á? Dạ, dịch ở nhà không? Không, đâu có đi đâu, trời không dám đi đâu, sợ. Bệnh sợ lắm. Dạ. Bệnh nó mau nhiễm lắm. Bác sĩ đâu cho đi đâu đâu. Thì hôm nay con qua đây để quay con kêu gọi người có ai thương con có duyên. Dạ. Thì người ta sẽ trợ cấp thì con đem xuống. Dạ. Hay gửi cho con ha. Dạ. Thì trước mắt là con với quay con kêu gọi trước tại mình. Dạ. Đang gặp khó khăn. Dạ. Chứ bây giờ bên con thì không có tiền quỹ để nhiều để giúp từng qua hoàn cảnh thì con chỉ kêu gọi ví dụ có cô chú nào thương thì ta liên hệ với kênh con thì con sẽ đem xuống giúp cho con ha. Dạ. Để mình ta quay vòng khu vực cho cô chú thì cùng xem nha. Đây là khu vực xóm nhà của cô đã có tên liên quan này. Thật thị sĩ. Thật thị sĩ à? Dạ. Dạ. Đây là ăn uống nấu ăn ở ngoài luôn nè. Dạ, nấu nước uống ạ. Dạ. Nói chung là bà con ở đây cũng khổ rất là nhiều của chú chị ơi. Có Hồng trợ duyên thì xin liên hệ cho gạo cho gì á, liên hệ với kênh mentor để giúp cho bà con khu vực này.
Thì trong thời gian dịch bệnh này bà con không có đi làm được, thì ở nhà thôi, nhờ trợ cấp của nhà nước, thì cái phần trợ cấp của nhà nước thì ít ỏi thôi, nó không có lo được nhiều cho bà con. Xóm này rất là nghèo, nó có chú chị người Khmer không à, nếu có lòng trợ duyên xin liên hệ giúp cho bà con. Đi không thấy cái đường đi không? Đường đi là mình ta phải lội bộ vô là dơ luôn. Cái nhà vòng vòng nè, mục nát hết nè. Bà con rất là khổ luôn, cái việc này bà con của chú chị ơi. Chị con xin phép con về ha con ha. Dạ, chúng bắt con cái kêu gọi, ví dụ mà có chú nào thương thì có trợ duyên thì con sẽ đem xuống đây con tạo giúp. Dạ, trợ cấp cho cô hai con ha. Dạ, bây giờ con xin kết thúc video tại đây ạ.